Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Trong video hôm nay mình sẽ phá 300k nguyên khí để mình kiếm skill của chân nguyên 6x. Và 300k nguyên khí này mình có thể chế được khoảng 30 cái chân nguyên 6x. Và chúng ta hãy cùng xem cái quá trình mình chế tạo kiếm skill của chân nguyên, xem nó có may mắn không nha. Sau một quá trình rất là cực khổ chế tạo và bán đi thì mình đã chế được 4 cái chân nguyên 6x hiếm, và bây giờ mình sẽ giám định coi nó như thế nào. Rồi, ngáo ngáo
ngáo và ngáo. Rồi bốn cái này bị ngáo anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ bán và ép tiếp nha. Rồi bắt đầu giám định luôn. Rồi ngáo tiếp. Rồi ép tiếp. Đó, thêm một cái nữa nè. Rồi, giám định luôn. Ngáo nữa. $300,000 nguyên khí của tôi góp cuộc được 62 cái chân nguyên thường, tính ra nó rất là lời anh em ơi, lời lắm. Mình có 300,000 nguyên khí là mình chế được khoảng 30 cái chân nguyên, mà bây giờ mình đã có được 62 cái chân nguyên luôn, mà mỗi cái chân nguyên 6x như thế này bán được khoảng 105,000 bạc, như vậy là mình có hơn 6 triệu bạc rồi. Rồi chắc chắn sẽ có anh em thắc mắc tại sao mình có kỹ năng chân nguyên rồi mà mình còn đi săn kỹ năng chân nguyên nương chi. Thì kỹ năng chân nguyên của mình hiện tại đang là một như thành phong, mà mình muốn thử vận may xem 300,000 nguyên khí này nó có thể kiếm một cái kill nào ngon hơn nữa hay không. Và gốc cuộc đó chính là những gì mà anh em đã nhìn thấy, 62 cái chân nguyên thường, và mình cũng đã vô tình trở thành triệu phú bạn rồi anh em ơi. Rồi ok, video của mình đến đây là hết. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình để có thể nhận được những video mới trong thời gian sắp tới nha. Tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.